chuẩn đấy. Đấy, đấy. Hai chân phải dạng ra nữa đi. Ta là em mà cho con nằm. Đấy, đúng rồi. Thế chứ nè. Không giữ à? Được. Ý là cái eo nó không giữ được cái vòng. Chưa có độ dẻo á, thế là nó không giữ được. Mấy là vòng quay nó chậm. Anh Vinh ơi. Đi anh. Đúng rồi, nhảy hai nhịp thế đó. Giờ phải đào bới nữa. Nó trên cây à? Đây. Đường công người làm tổ. À, chưa tiếp rồi. Tới đây, ra đây mà bắt này. Đấy, những ngày cách ly ngày thứ hai, ngày thứ ba và mỗi ngày đều tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Đây các bạn, bây giờ mình đi vớt tôm nha các bạn. Đây đây đây. Đấy các bạn, thấy không? Tôm này. Đây là ao nhà mình nha các bạn. Đấy. Không hiểu tại sao ao nhà mình bây giờ tôm nó nói nhiều quá các bạn, có con nó chết luôn rồi nè các bạn. Ê, bạn nào biết nguyên nhân bạn bình luận bên dưới cho mình biết nha các bạn. Ê, tôm quá trời luôn nè các bạn, nó nổi nè. Mình đi vớt một lúc nữa nè các bạn. Cái nào nó cũng có các bạn. Thấy nha các bạn. Lắm các bạn. Đó. Quá trời luôn các bạn. Đây, đó này. Thấy không các bạn? Nhiều không? Không hiểu tại sao mà bây giờ sáng này nó nổi nhiều quá các bạn. Ao nhà mình đây các bạn. Đây cho các bạn xem nha.
Đây các bạn. Đây. Này. Tôm. Rớt. Cái này là mình đưa vớt về mình làm giống các bạn, cái tạo nhân bản nữa. Cái tạo nhân bản. Nhân giống nha. Nhân nha. Ê, nếu mà mình làm được tôm hùm Alaska. Ừ, ôi nó nổi kìa. Tối qua mới nói y dần luôn. Ôi trời ơi. Nếu anh ấy nghĩ là ôi ta tay sẵn kìa. Ô, đây nè các bạn, cho bạn xem nè, bạn thấy nó chưa các bạn. Ôi trên bờ nè. Ôi trời ơi. Nè nè nè. Đấy các bạn, thấy gì chưa? Đây, tôm cá nè. À. Cá nó nổi lên luôn rồi bạn ơi. Đây ê, trong bờ tôm nhiều lắm, bắt làm sao? Bây giờ ai quay một chất chúng ăn tôm cũng còn dô mồm đang đơ. Ở trong bể bà này tôm nhiều lắm nè, bắt làm sao được? Đây có mấy con to nó chết rồi, bắt mấy con sống rồi, đâu rồi nó nổi nè. Đây các bạn. À. Các bạn nào có hiểu nguyên nhân lý do tại sao mà tôm nó nổi như thế này, các bạn bình luận bên dưới cho mình nha các bạn, để mình mua thuốc cho nó uống các bạn. Cá nó nổi lên hết rồi các bạn, khả năng là hôm nay khí hậu thời tiết nó bị làm sao các bạn. Cá nổi lên hết rồi các bạn. Mình giờ mình phải bơm nước nha các bạn. Đây cá đây các bạn. Đây, tôm mình vớt nữa. Đấy. Ê à, các cá của anh nó nổi lên hết rồi đấy. Để nhiều lắm rồi, anh thấy nó quá trời cắt. Ừ. Đấy các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn thấy không? Tôm đây các bạn. Cứ tích cực vào. Đây này các bạn một chậu luôn rồi các bạn. Hay vẫn xuống bơi tí. Ok các bạn, đây mình mới vớt được lúc được nhiều tôm rồi các bạn. Đây, đây của mình nè. Dừa nhiều lắm á, nhưng mà nhiều rác. Đây các bạn, tôm tươi các bạn. Đây, bây giờ để mình rửa sạch nó các bạn. Bây giờ mình ngưng cái này để mình đi bơm nước ao cho cá rồi các bạn ơi. Các bạn nào xem video mình nếu mà thấy hay, thấy vui, các bạn có ý nghĩa trong cuộc sống, các bạn cho mình xin một like nha các bạn.
và một lượt đăng ký kênh, đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha các bạn. Ok, bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bạn nào có ý viết nào, ý kiến nào bình luận bên dưới cho mình biết tại sao, lý do tại sao mà tôm nó lại nổi như thế này nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nhiều.